Mặc dù đã có biển giới hạn độ cao là 2 mét, thế nhưng chiếc xe tải này vẫn đi vào để rồi phải mắc kẹt thế này hàng giờ liền. Đây là hiện trường chúng tôi ghi nhận vào sáng 13 tháng 8 năm 2024 tại đường Trường Sa ở phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Một tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên tuyến đường này, khi đến gần gầm cầu Bông nối liền quận 1 và quận Bình Thạnh thì bị mắc kẹt vào thanh chắn của hầm. Sự việc khiến thanh chắn hư hỏng nặng, một bên chân khung bật khỏi mặt đất và có nguy cơ đổ sập xuống phía trước. Chiếc xe tải này cũng bị mắc kẹt dưới thanh chắn hàng giờ liền. Tài xế cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh này đang tra cứu đường đi nên thiếu quan sát dẫn đến xảy ra vụ va chạm đáng tiếc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thuộc phòng cảnh sát giao thông quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải quyết hiện trường, cứu hộ xe gặp nạn và điều tiết giao thông. Sự cố khiến tình hình giao thông trên tuyến đường Trường Sa bị gián đoạn nhiều giờ liền. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Giao thông trên đèo Prenn ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang được phân luồng để đơn vị thi công sửa chữa khắc phục tình trạng sụp lún đoạn km 228 506 đến km 228 530. Đây là cung đèo vừa được đầu tư nâng cấp sửa chữa với tổng vốn đầu tư 553 tỷ đồng mới được thông xe vào đầu năm 2024. Trong ngày 12 tháng 8 năm 2024, hoạt động sửa chữa trên đoạn đèo này được triển khai khẩn cấp do Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả thực hiện. Như báo Thanh Niên đã thông tin, trước đó ngày 27 tháng 7, nhà thầu thi công phát hiện một số vết rạn nứt cục bộ trên đoạn đèo này, bề rộng vết nứt khoảng 0,5 đến 1cm. Tại cống C19 thoát nước ngang đường Lý Trình km 228 568 bị mưa làm hư hỏng sân cống hạ lưu, gây xóa lở móng cống, đầu cống. Nhà thầu thi công đã chủ động báo cáo chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng và tư vấn thiết kế, đồng thời tiến hành đo vẽ, đánh dấu vị trí, kích thước các vết nứt, tiến hành trám tạm thời bằng ma tít lỏng để hạn chế nước ngấm xuống nền đường và tổ chức quan trắc diễn biến của vết nứt để đưa ra các phương án xử lý. Nhà thầu huy động nhân sự, máy móc thiết bị và tổ chức thi công 3 ca liên tục, thực hiện gia cố hạ lưu cống C19, km 228 568, đào bóc nền đường bị rạn nứt, đắp hoàn trả bằng vật liệu dạng hạt, sửa chữa miền thu nước cho tường chắn ta luy âm, đảm bảo thoát nước, nền đường và thảm nhựa, hoàn trả kết cấu áo đường theo thiết kế được phê duyệt, dự kiến thời gian thực hiện trong 21 ngày. Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn từ 2 làn xe lên 4 làn xe, có tổng mức đầu tư hơn 553 tỷ đồng, là công trình giao thông cấp 3 miền núi, có chiều dài toàn tuyến khoảng 7,37 km, điểm đầu tại cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, ngay vị trí chân đèo Prenn, điểm cuối tại nút giao vào bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Dâng lên cao thì sáng ngày hôm sau là tụt mất 5-6 mét đất. Nghe cái nước chảy mình đã không ngủ được rồi, chứ đừng không nói là nó lo nó lở. Đêm không dám ngủ, thấp thỏm lo sợ là cảm giác của nhiều hộ dân xóm Thanh Đàm thuộc xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên khi bên bờ sông Cầu bỗng dưng sạt lở kéo theo ruộng vườn tụt xuống lòng sông. Đáng lo là vệt sạt này đang tiến sâu vào khu nhà dân. Phải nhờ ông Dương Văn Sức, tổ trưởng tổ an ninh xóm Thanh Đàm dẫn đường, phóng viên báo Thanh Niên mới được phép tiếp cận tiến sâu vào hiện trường vụ sạt lở. Con đường dẫn vào xóm Thanh Đàm những ngày đầu tháng 8 không mấy yên bình khi xung quanh là những biển báo nguy hiểm, những hàng dây đỏ giăng lối. Bão này từ cái đầu mùa lũ, từ đầu mùa tháng 7 đến bây giờ là rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 6-7 nhà hộ dân bên sông Cầu. Và có nhà nặng thì sát đến nhà ngang, sạt lở vết nứt là cách còn 1 mét nữa là đến nhà ngang. Chỉ thị của xã, của cấp trên thì tổ an ninh xóm 3 người là luôn túc trực 4 tại chỗ. Lúc nào cũng ít nhất 1-2 người là có mặt trực tiếp là từ khi là nhận chỉ thị của cấp trên. Cách bờ sông hơn 10 mét là nhà bà Dương Thị Loan, xung quanh cũng toàn là biển báo khu vực sạt lở nguy hiểm. Vườn cây sấu và cây ăn quả của gia đình bà Loan toàn bộ đã gần như trượt xuống lòng sông Cầu. Vết nước từ vụ sạt lở ăn sâu làm nứt vỡ đường bê tông dẫn vào nhà. Chuồng gia súc và kho lương thực, nông cụ sản xuất của gia đình bà Loan cũng đã bị nứt vỡ tường. Nhà có 3 người cứ thay nhau dậy dòm ngó xem là nó tình hình thế nào. Nếu mà trời mưa thì chắc là không ngủ được luôn. Bây giờ nó đã thế này rồi, không ngủ được luôn. Những ngày vừa qua thì cái tài sản của mình hiện tại châu bò đã phải di chuyển đi đâu? Có di rời hết, đi gửi. Hiện tại là đồ rồi bò bê là đi gửi hết rồi. Cả một cái giải này là năm nay nó đạp, nó nước sông nó lạc dòng. Bao nhiêu mấy chục năm nay nó có bị này đâu. Nên nó lạc dòng, cho nên là trước là nó ở bên kia, là nếu mà mưa to là cái bên cái dòng sông bên bờ bên kia
nó chảy to lắm, nhưng bây giờ nó chuyển sang hết bên này. Thế nội, nghe cái nước chảy mình đã không ngủ được rồi, chứ đừng không nói là nó lon nó lở. Căn nhà 2 tầng khang trang đã xây xong phần thô này là nhà anh Hoàng Văn Lộc đang chờ hoàn thiện để dọn vào ở. Vết sạt lở xé toạc bờ sông đã tiến sát vào khu nhà xưởng sản xuất mì gạo rộng gần 100m². Bụi tre sau nhà cao gần 20m nhưng đã bị trôi tuột xuống lòng sông, chỉ còn nhìn thấy phần gọn, bê tông ngã nghiêng trong mớ đất bùn sau vụ sạt lở. Để giảm tải áp lực, gia đình anh Hoàng Văn Lộc đã cho tháo dỡ toàn bộ máy móc, nhà xưởng. Nhưng hiện nay, các vết nứt vẫn tiếp tục xuất hiện ăn sâu về phía ngôi nhà mới đang xây dỡ, khiến gia đình anh lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Ban đầu thì nó không có một cái dấu hiệu gì. Sau một đợt mưa lớn thì đêm nước nó dâng lên cao thì sáng ngày hôm sau là nó tụt mất tầm độ 5-6 mét đất, tức là cả từ mặt nước cũ ấy và đến sạt lở móng. Cơ bản thì gia đình cũng rất là lo lắng và cũng có rất nhiều các đoàn từ tỉnh, huyện về cũng kiểm tra, thì cũng xây dựng những phương án khi mà nó tiếp tục xảy ra sạt lở. Gia đình vẫn cứ chấp hành theo chủ trương ở trên thôi. Ngoài nhà bà Dương Thị Loan và anh Hoàng Văn Lộc, một số nhà cao tầng có vết nứt phải dọn vào ở tạm nhà người thân nằm sâu trong xóm. Sát bờ sông cầu, nhiều đoạn gỗ ngang tường gạch kiên cố, vườn tược, cây cối hoa màu đã bị giật đổ siêu vẹo. Một số đoạn mới trượt lở, đất còn mới nguyên, độ cao chênh lệch 3-4 mét so với nền đất cũ. Cứ mưa sau 1-2 ngày, nước sông cầu cuồn cuộn dâng cao đã xuất hiện những vệt sạt lở nhỏ. Sau mỗi đợt mưa lũ, sạt lở bờ sông cầu lại diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn và tiếp tục lăn sâu vào các nhà dân. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Nhã Lộng đã yêu cầu 7 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp nằm sát bờ sông chủ động di chuyển tài sản, tạm thời chuyển sang ở nhờ hàng xóm, người thân. Các thành viên tổ an ninh xóm Thanh Đàm lập chốt trực 24/24 giờ, phong tỏa toàn bộ khu vực có sạt lở, thường xuyên theo dõi các vết sạt để phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, sẵn sàng các phương án sơ tán dân khi có diễn biến bất thường. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, sạt lở bờ sông cầu xảy ra ở xóm Thanh Đàm là do ảnh hưởng trực tiếp của 2 đợt mưa lũ từ ngày 1 tháng 7 đến 4 tháng 7 và từ đêm ngày 28 tháng 7 đến 31 tháng 7. Nước thượng nguồn sông cầu đổ về dâng cao đã gây sạt lở bờ sông cầu với chiều dài 868 m, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản, hoa màu, đất ở, đất sản xuất của 18 hộ dân với 70 nhân khẩu trong xóm. Để đối phó với hiện tượng này, ngày 8 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông cầu tại xóm Thanh Đàm. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tiếp tục rà soát, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo những vị trí nguy hiểm có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ xảy ra, không cho người dân, gia súc đi vào khu vực đang xảy ra sạt lở. Cũng tại quyết định vừa ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở tại đây.